Dạ alo ạ. Anh Ngọc chuyên bán các bất động sản ở Vũng Tàu không em? Dạ đúng rồi anh. Anh cần kiếm căn hộ ở Vũng Tàu mà căn hộ phải mới, cũ là không được nha. Pháp lý phải đầy đủ, rồi trả góp phải dài hạn ra tí, Dạ. chứ trả một lần là anh không có tiền. Anh không có tiền, không có tiền. Thì em nói lại mấy cái ý đó đi, rồi kiếm được có thì đúng yêu cầu đó thì báo lại anh. À, xin lỗi cho em hỏi là anh tên gì để anh em mình tiện xưng hô anh hả? Anh tên Nam. À dạ em chào anh Nam ạ. À, anh Nam cho Ngọc hỏi là không biết anh Nam đang sinh sống ở Sài Gòn hay là ở Vũng Tàu vậy anh? Em không cần biết anh ở đâu hết đó, cứ kiếm có đi rồi báo anh nha. Dạ rồi em biết rồi dạ. Giá thì phải tốt, nhà thì phải mới, chuẩn bị bàn giao mà phải cho trả góp dài hạn. À, biết rồi. Và đây là căn hộ Vũng Tàu Central Boy. Ngoài việc đáp ứng các cái yếu tố mà anh khách hàng của Ngọc yêu cầu á hả, thì dự án Vũng Tàu Central Boy còn là dự án căn hộ cao cấp nhất tại thành phố Vũng Tàu giai đoạn này, có pháp lý sở hữu lâu dài. Nếu mà mình muốn tìm mua nhà mới nè, có pháp lý đầy đủ nè, thì hiện tại chỉ có Vũng Tàu Central Boy là được bán mới rồi đó các anh chị. Đặc biệt là chương trình bán hàng lần này siêu ưu đãi luôn. Đầu tiên là các anh chị họ mà mua căn hộ giai đoạn này, các anh chị sẽ được tặng full nội thất như thế này. Bên cạnh đó thì chúng ta còn được cam kết cho thuê lên đến 16 triệu trong một tháng. Đồng thời nếu mà các anh chị chọn phương thức thanh toán nhanh thì chúng ta sẽ được chiết khấu lên đến 18%. Nhanh tay gọi điện cho Ngọc, Ngọc sẽ mời các anh chị xuống tham quan dự án, lên xem công trình thực tế và lựa chọn cho mình một căn nhà ưng ý nhất nha. Xin cảm ơn các anh chị.